Một. Nó có đang viết không? 그 애가 쓰고 있어. 2. Chị có đang nghe không? 언니 듣고 있어? 3. Nó có đang ngồi không? 그 애가 앉아 있어? 4. Cậu có đang uống không? 너는 마시고 있어? 5. Chúng ta có đang thắng không? 우리가 이기고 있어? 6. Anh có đang làm việc không? 오빠 일하고 있어? 7. Bọn họ có đang thua không? 그들이 지고 있어? 8. Anh có đang dọn dẹp không? 오빠 청소하고 있어? 9. Mẹ có đang nấu ăn không? 엄마 요리하고 있어? 10. Em có đang nghỉ ngơi không? "너는 쉬고 있어?"